Thưa quý vị, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tính từ 18 giờ ngày 19 tháng 12 đến 18 giờ ngày 20 tháng 12, Tây Ninh ghi nhận 869 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 3 ca so với ngày 19 tháng 12. Cụ thể, sàng lọc 869 ca, trong đó ngoài tỉnh 40 ca. Huyện Dương Minh Châu 342 ca, tăng 124 ca. Trong đó, Bào Năng 61 ca, Bến Củi 17 ca, Cầu Khởi 41 ca, Gia La 49k, Lộc Ninh 33k, Xã Phan 22k, Phước Minh 9k, Phước Ninh 21k, Suối Đá 33k, thị trấn Dương Minh Châu 10k, Trung Mít 46k, thị xã Trảng Bàng 232k, giảm 63k. Trong đó An Hòa 3k, An Tịnh 56k, Đôn Thuận 26k, Gia Bình 11k, Gia Lộc 23k, Hưng Thuận 37k. Lộc Hưng 18k, Phước Bình 19k, Phước Chỉ 18k, Phương Tráng Bàn 21k. Huyền Bến Cầu 117k tăng 87k, trong đó An Thành 7k, Lợi Thuận 30k, Long chữ 5k, Long Giang 12k, Long Khánh 9k, Long Thuận 17k, thị trấn Bến Cầu 18k, Tiên Thuận 19k. Thì xã Hoa Thành 42k tăng 29k trong đó Hiệp Tân 6 ca, Phường Long Hoa 4 ca, Long Thành Bắc 4 ca, Long Thành Nam 7 ca, Long Thành Trung 6 ca, Trường Đông 3 ca, Trường Hòa 8 ca, Trường Tây 4 ca. Huyện Gò Dầu 27 ca, tăng 27 ca, trong đó Cẩm Giang 2 ca, Hiệp Thạnh 3 ca, Phước Đông 6 ca, Thành Đức 4 ca, Thanh Phước 4 ca, Thị trấn Gò Dầu 8 ca. Thành phố Tây Ninh 24 ca tăng 4 ca, trong đó Bình Minh 3 ca, Hiệp Ninh 5 ca, Ninh Sơn 7 ca, Ninh Thạnh 2 ca, phường 1 có 1 ca, phường 3 có 3 ca, phường 4 có 2 ca, Tân Bình 1 ca. Huyện Tân Châu 21 ca, giảm 24 ca, trong đó Suối Dây 1 ca, Suối Ngô 2 ca, Tân Đông 2 ca, Tân Hiệp 7 ca, Tân Hòa 1 ca, Tân Hưng 5 ca. Tân Thành 1K, thị trấn Tân Châu 2K. Huyện Châu Thành 18K giảm 13K, trong đó An Bình 1K, An Cơ 1K, Biên Giới 2K, Đồng Khởi 3K, Hoa Hội 1K, Long Vĩnh 1K, Ninh Điền 1K, Thái Bình 2K, Thanh Điền 4K, thị trấn Châu Thành 2K. Huyện Tân Biên 6K giảm 164K, trong đó Mỏ Công 1K Tân Lập 2 ca, Thành Bình 1 ca, Thị trấn Thân Viên 1 ca, Trà Vong 1 ca. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.477 người, cách ly tại nhà 23.939 người. Về công tác điều trị, bệnh nhân đang điều trị 15.897 ca, tổng số bệnh nhân COVID-19 77.859 ca. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện trong ngày 20 tháng 12, 1.076. Đến nay, tổng số bệnh nhân đã điều trị khỏi 61.458. Số ca tử vong trong ngày 20 tháng 12, 13 ca. Tính đến nay, đã có 502 ca tử vong. Về tình hình phong tỏa, đến ngày 20 tháng 12, tỉnh đã thiết lập 1.389 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 399 vùng. Vùng đã giải tỏa là 990 vùng, về tình hình thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68, trong ngày các địa phương đã chi hỗ trợ cho 231 người với số tiền 477.340.000 đồng. Tính đến ngày 20 tháng 12, đã chi hỗ trợ cho 195.076 người với tổng số tiền 302.752.675.000 đồng.